Nosotros almorzamos tarde. Xin chào buổi sáng mọi người. Mời mọi người cùng đi hái dâu với Nhi nha. Dâu buổi sáng rất là ngon và ngọt. Đi. Và cái trái này nó đã chín rồi. Nhìn thấy nó mọng nước ghê không? Wow. Quá trời dâu luôn. Easy. So yummy, huh? Yummy, yummy. Yummy, yummy. Nhi thích ăn mấy trái sống sống như vậy nè. Nó chua chua ngọt ngọt mà nó giòn. Đây là trái loquat. Wow, nó bự ghê không? Nhi sẽ hái nó. Đây, cái trái này nó bự nè. Thích không? Peel it. Sau khi đã lột xong và bây giờ là mình sẽ thưởng thức nó. Xin mời mọi người. Nó chua chua ngọt ngọt. Chị thích ăn cỡ như vậy nè. Nó chua chua ngọt ngọt. Chứ mà để vài ba bữa nữa cái nó chín á, nó sẽ là ngọt. Ngọt ngay luôn, chị không thích. Thích chua chua ngọt ngọt à. Hái nguyên chùm đi để là để được lâu hơn. Thôi nhìn thích không? Yep. Beautiful. It's beautiful. Gee, have the whole thing. Yeah, right. Ouch! Wow, so big, huh? Well, look at this one. Wow. Cái này là cherry vàng, Rainier. Nó rất là ngọt và giòn. Mm, it looks like a heart. Nó ngọt ngay luôn. Nó vàng. Look at the size of this one. Wow, pretty, huh? Mm-hmm. Looks like a heart. Yeah.
Look at this apricot. Trái mơ. Đây là trái mơ nha mọi người. Trái mơ đậu mùa. Quá trời luôn nè. Ủa, nhìn thấy mê không? Dì sẽ hái cái trái này đi thử coi. Wow. Nhìn đẹp ha. Xin mời mọi người. Nó rất là ngọt. Nó ngọt và nó mọng nước, rất là ngon luôn. Kết hả? Đây duy nhất một cây đào. Cây đào chín đầu mùa. Mà Duy nghĩ là nó sẽ không ngon đâu. Tại bây giờ những cây đào khác nó còn rất là non. Có cây đào này sao tự nhiên nó chín. Try it. See if it's really sweet or no. But I don't think it's gonna be tasty. Sweet? I'm gonna try one and see. It's soft though. Soft? I don't like them soft. Thì sẽ thử một trái nha. Đào. Đào này Duy thích nó ăn giòn giòn mà. Chứ nó... Cái này nó hơi nhỏ. Trái nó hơi nhỏ nè. Mà nó hơi mềm rồi. Nó cũng giòn giòn. Mà ăn kiểu nó lạt lẽo. Nó không có đậm đà. Duy sẽ không hái này. Đợi tới tháng 7 Duy mới hái nha.